mũi cấu trúc hay là lai cao tay, cộng là cắt cái khóe cười nha, cắt mắt nữa đúng không? Hôm nay là cũng sau 10 ngày luôn. À, chị này là còn cắt mí nữa nha cả nhà. Ừ. Trước đây mình sửa bao nhiêu lâu rồi chị? Sửa hôm tháng 1 à, nó hôm nay tháng 1 sửa ở Căn Nam 75 triệu à. Có mũi không? Đẹp lắm ạ. À. À, cảm ơn em rất là nhiều nha. Đây mí mình nhìn lên chị. Đây. Mí chị rất là đẹp luôn. Mí chị lúc trước đã sửa rồi nhưng mà bị hư, mũi cũng vậy. À, không ưng ý. Và đi đến với trung tâm bên mình nha và cắt khóe môi cười luôn. Đây rất là đẹp. Đây góc nào cũng đẹp hết nha cả nhà. Cái dáng mũi rất là xuất sắc nha. Dáng mũi đẹp lắm ạ, cảm ơn em rất là nhiều nha. Tết này em cũng muốn đặt lịch về làm tư vấn giúp em ạ. Ok em nha, thì một chút xíu nữa bác sĩ sẽ inbox cho em nha. Chào bác sĩ chào Nguyễn Ngọc nha em. Đây chào Nguyễn Ngọc. Thì Nguyễn Ngọc ơi, em muốn tư vấn dịch vụ gì vậy Nguyễn Ngọc? Đây mí mũi và khóe cười nha. Combo của chị rất là hoàn hảo luôn. Mí thì to, sâu, rất là đẹp, nhìn rất là có hồn. Mũi thì cao tay, vẫn còn hơi sưng một chút xíu nhưng mà rất là đẹp rồi. Thì khóe cười là mở vừa phải à, với cái khuôn miệng của chị. Đây. Thì khách bên trung tâm bên mình thì rất là đông khách hàng đến từ nước ngoài, không chỉ là những cái nước mà gần chúng ta, còn những cái nước mà ở xa như là gần nhất là Mỹ và Campuchia nha, Hàn Quốc, Singapore và Úc. Đó, thì cái nước đông nhất mà về nước thẩm mỹ viện bên mình là nước Đài Loan nha cả nhà, Đài Loan, Trung Quốc thì rất là nhiều luôn ha. Đẹp không tì vết luôn, cảm ơn Trinh Mỹ rất là nhiều nha Trinh Mỹ. Đây, bác sĩ cảm ơn Trinh Mỹ nha. Đây mọi người thắc mắc là cắt chỉ như thế nào, cắt chỉ thì nó như thế này nha, rất là nhẹ nhàng, chỉ vài mối chỉ là xong nha cả nhà, không đau hay khó chịu gì hết nha. À, cho em hỏi bấm mí thì bao nhiêu về bác sĩ? À, bên trung tâm là hiện tại là không có bấm mí nha em, bên trung tâm là cắt mí nha. Thì cái này là mình sẽ tư vấn cho cả nhà luôn. Thì những cái lợi ích mà dịch vụ cắt mí đem lại là sẽ được vĩnh viễn, đồng thời là lấy hết mỡ mắt da trùng cho chúng ta. Còn bấm mí thì sẽ là kết quả là tạm thời, sẽ bị tuột chỉ, mỡ thì không lấy ra và da trùng cũng không có cải thiện gì hết. Đó thì chỉ có phương pháp cắt mí là mới đem lại cái hiệu quả đẹp cho chúng ta nha. Trần Mỹ Anh làm phế cười thì bao nhiêu bác? Làm phế cười thì là 7 triệu đồng nha em, nhưng mà nếu làm chung với combo khác thì sẽ được giảm giá nha. Cho em hỏi bấm mí, cắt mí thì bao nhiêu ạ? Cắt mí thì giá là 12 triệu đồng với mí mới nha. Còn như mí chị này là 15 triệu đồng tại vì là chị này sửa lại. Lúc trước chị đã từng cắt tại một trung tâm khác nhưng mà không vừa ý nên chị đã cắt lại nha cả nhà. Xin chào Bobby Tina nha. Xin chào chị Tina nha.